Không biết là làm vua của một nước có sướng không anh em nhở? Tất nhiên là sướng rồi. Bây giờ nhá, làm vua muốn cái gì được cái đấy luôn. Bây giờ ví dụ muốn ăn cua hoàng đế thì có luôn cua hoàng đế để ăn. Bây giờ muốn ăn tôm hùm có luôn tôm hùm để ăn. Mà làm hoàng đế thì được ngồi trên một chiếc ghế bằng vàng, chứ không phải là ngồi cái ghế cùi như giống như là tháng đâu. Chưa hết, làm vua thì sẽ có một đội quân 5 vạn, 10 vạn, 100.000 vạn tỷ lính bảo vệ. Thế sẽ không lo ai ám sát anh em mà. Thế sẽ không lo ai ám sát thắng cả. Nhiều binh lính như thế tên nào dám bên mạng tới. Nhưng mà bây giờ mình chả có cái tài cán gì thì lấy đâu ra người dân bầu mình lên làm vua. Thế cho nên là ngày hôm nay thắng sẽ đi cướp ngai vàng. Muốn có được cái ngai vàng đấy thì tôi phải cướp được cái vương miện của cái ông vua già kia. Bây giờ ông đi già rồi thì ông đây phải truyền hình ngôi cho thắng chứ. Chứ già rồi làm sao mà quản lý được nhiều anh em binh lính như thế. Thôi, trao lại cho cái vương miện vàng đi để cháu ngồi lên ngai vua. Nhưng mà như thế là mình đang xin mà. Bây giờ mình phải đi cướp chứ. Bây giờ là thắng sẽ cầm một con dao nhọn hoắt này. Thắng đi sau cái tên vua kia. Nhưng mà tên đấy khá là thông minh đấy. Chỉ cần nghe thấy cái tiếng động rồi ngoảnh lại là ông đây xa nhìn đang vàng bắt thắng và cái nhà lao ngay. Cho nên là bây giờ anh em phải cẩn thận này. 3, 2, 1. Wow. À quên mất ấn nút cách kìa mà. Ui ôi may mà được chưa nhá. Thắng mà ấn là tao sẽ bị ông vua này nhìn thấy ngay. Được rồi, sắp được rồi anh em ơi. Sắp được rồi. Wow. Yo. Sao cướp ngôi vua nó lại đơn giản đấy nhở. Uầy. Ông vua này mặc cái quần slit hình trái tim. Nhưng mà từ từ đã, thắng cướp được ngôi vua rồi. Không phải là có một mình đã dám cướp ngôi vua đâu, mà là có mấy cái tên hầu hạ ông vua này cũng muốn cướp ngôi vua từ tay của thắng. Ok. Đời, bây giờ là tới lượt cái tên này. Nhìn cái gì mà nhìn, định cầm một chọc vào người của thắng ư? Bắt nó vô tù luôn. Nhưng mà dễ đấy nhở. Đây. Đại ca này định làm cái gì? Bắt cho vô tù hết luôn anh em ơi. Sam ám hại thắng à? Cái ông cầm này, bắt túng vô tù hết luôn. Thà bắt nhầm còn hơn là bỏ sót. Đến cái tên hề này cầm dao, chắc chắn đã định ám hại thắng rồi. Cho nên là bắt vô tù hết, bắt tất cả vô tù luôn. Đây thấy chưa? Thấy trên tù có nhiều bộ xương chưa? Lại cái tên này quay lại rồi à? Quay lại này, bắt nó luôn. Nhưng mà từ đã, bây giờ là nó sẽ cho các bạn xem cái kết nha. Đây, cái ông mang của nước màu xanh green này đây. Xem nào. Wow. Ông đấy không ám hại thắng nha, mà là ông đấy cho thắng uống một cái thứ nước. Wow. Đây là thuốc độc rồi. Oh my god. Không dùng móng tay đâm vào người của thắng, nhưng mà ông ta đã cho thắng uống một cái loại nước và thắng đã bị nghẹo nghẹo rồi. Ông ta ám sát một cái cách gì đó rất là nguy hiểm luôn. Bây giờ tới là cướp được cái ngôi vua này. Nào, đừng có ngoảnh lại làm cái gì, đừng có ngoảnh lại, đừng. Ok, ngai vàng đã thuộc về thắng rồi anh em ơi. Ủa, cái bức ảnh ở trên kia là ông vua bị ám hại từ một con dao kìa. Ông này thì mặc cái quần slip cũng trái tim nhưng mà là trái tim màu trắng cơ, chứ không ạ. Bắt vô tù, tên này cướp ngôi chắc chắn 100% luôn, nên là không cần xem cái kết làm cái gì cả. Nhà tù bây giờ ngày càng nhiều rồi. Đây. Ông này. Không có móng tay nhọn nên là không làm gì được thắng cả. Rớt cho thắng một cốc nước màu đỏ. Ắc. Xong cái điều gì đó sẽ xảy ra. Cái điều gì xảy ra thắng cũng không biết luôn. Là cái thuốc tiên gì. Đây. Đến lượt cái ông BD lại nhá. Ông BD này nhìn biết là BD rồi, biết ngay mà. BD là cái chắc rồi. Thế là thắng phải làm đám cưới với cái tên này. Xong bắt đầu là thắng phải ở với cái bà này đến già luôn. Thì ra đây là cái bà già chứ không phải là BD các bạn ơi. Ở trên cái khung tranh này có treo một con dao nhá, mấy cái ly màu xanh lá cây nhí, mấy cả chùm nho, mấy cả cái chai lọ màu đỏ nhá. Rồi ở với bà lão này là vương miệng để làm đến ngủ này. Đan cho bà này đan tất này. Xong rồi để ra hai tên con trai này. Một tên con trai và một tên con gái đang chơi cái ô màu tròn. Ok. Thôi. Mình không thích cái kết này cho lắm, cho nên là ta sẽ phải thay đổi sang một cái quả kết khác. Tiêu diệt cái tên vua này. Đừng ngoảnh lại bạn. Ôi dồi ôi, thế là thắng bị bắt vào nhà lao rồi anh em ơi. Thật là buồn mà. Thật là buồn. Đó. Ông đấy liếc mắt lại đằng sau, thế là bắt được thắng luôn.
Một lần cuối. Ủa? Không làm sao. Định nhìn lên trời xong rồi ngút sang người ta đúng không? Nào. Tiêu diệt được cái tên vua này rồi anh em ơi. Trả lại ngay vàng cho tháng đi. Bây giờ là đến cái tên này này. Tên này. Rồi để xem này cái kết của cái tên này khi mà đập thắng như thế nào. Nào. Luôn và thắng TT đã bị hạ gục. Hắn ta đã cướp cái ngai vàng của tháng rồi. Sao như nào nữa đây? À, cái kết đã cũng chỉ như thế này thôi. Xong bắt đầu là thắng lại được hồi sinh và thắng đi cướp lại cái ngai vàng của tháng này. Ho. Cái phát ho đầu tiên ông ta không quay lại. Xong bắt đầu là phát thứ hai thì mới quay lại này. Ok. Sắp được rồi. Trả lại ngai vàng cho ta đây. Ok ngay nha. Bây giờ tên này sẽ cướp lại ngai vàng của tháng đây này. Uầy, mặc quần màu vàng, trái tim màu đỏ. Đây, tên này. Lao. Bắt nó luôn, không cho nó dơ ra đằng sau làm cái gì cả. Nhà tù đã thêm một cái bộ xương nữa. Cái ông này thằng biết gì nha, thằng sẽ không uống nước của ông này đâu. Đây này, hình như là uống nước của ông này là thêm thời gian hay là cái gì. Được rồi, thôi cứ uống nước của ông này đi. Ông này không là hại mình đâu mình lao. Đây là thuốc tình yêu hay là cái gì đây? Ok, mất rồi. Còn cái tên hè này, để xem là cái kết này sẽ như thế nào anh em ơi. Nào, cái tên này, tên hè nó ám sát mình cực các bạn ơi. Và nó không thèm làm vua, nó lấy một phát là vương miệng trúng cái ông mà đang đi vệ sinh. Thế là ông đấy toi mạng luôn. Buồn cười quá, có những cái kết mà không thể tưởng tượng được luôn. Thắng lại phải cướp lại cái ngai vàng này đây. Nèo. Mới kiếp lại ngay vàng tôi mà đã bị bất rồi. Thế nên nó buồn quá. Nèo. Cướp lại cái ngay vàng này nhá anh em ơi. Đó, ông ta liếc mắt ra sao này. Còn lâu mình huyết sáo nha, còn lâu mới bắt được mình. Còn lâu mới bắt được mình. Chỉ có mình mới bắt được ông ta mà thôi. Anh em ơi, lại tiếp tục cuộc hành trình làm vua nữa rồi. Anh em ơi, lần. Được rồi, đến là cái tên này, bắt mày nè. Ui trời, bắt nó luôn, không cho nó rơi là mình gì cho nó mất thời gian cả. Ok, cho em tiếp theo vào để anh giải quyết các bạn ơi. Ông này là uống thuốc của ông này là không làm sao nên là cứ uống thoải mái tẹt ga bình thường. Uống luôn thuốc tình yêu. Đó, xong rồi, cho thêm tên này chắc chắn là tên hè rồi. Cho vô tù luôn anh em ơi. Lại tên này. Nào. Chưa bắt được thế lần này đã bắt được chưa? Còn cái tên nào mới thì để xem là còn ai nữa không anh em ơi. Vẫn là cái tên này á. Giơ lên. Thằng bắt luôn này. Mình về tới cuối con đường rồi anh em ơi. Đấy, bây giờ là được lên làm vua dưới đây này. Thế là không ai có thể ám hại, không ai có thể ám sát được thằng luôn. Bước lên bậc. Và đây sẽ là những cái bậc cao nhất. Wow, oh my god. Như thế nào đây anh em ơi? Wow, thằng đã trở thành một tên vua ác quỷ luôn kìa. Một con dao, hai con dao làm chiếc vương miệng luôn. Đây đã là cái kết rồi anh em ạ. Để xem này xem, còn cái kết tiếp theo không? Thằng sẽ bắt... Ôi, đừng có ho, đừng... Sao ông này cứ rình ho bắt mình đấy nhỉ? Rồi, xong, đã đít mình vào rồi. Lần này còn lâu là mới ho được mình nhá. Còn đâu... Ông ta chưa mắt kìa. Tí nữa là bị bắt quả tang luôn. Đừng. Cái gì ấy nhở? Sao mình lại bị tống vào tù vậy? Rõ ràng là ông ta không ngoảnh lại mà các bạn ơi. Hay là ông ta có cái skin gì đó? Cẩn thận. Được rồi, ông ta ngước lên nhìn rồi. Ông ta ngước xuống rồi. Kia. Tới một cái bức tranh bị thắng ám sát tổ. Wow! Xong luôn một mạng nha. Xong luôn. Còn cái kết nào nữa không ta? Được rồi, nào. Quay nhanh. Tên này thì biết cái kết rồi. Tên này là vẫn oanh thắng rồi. Ok, bắt nó luôn. Vẫn chưa bắt được. Bắt nó luôn. Hình như cái màn này khó hơn sao ấy.
Bắt nó luôn đi này. Khó cái gì mà khó, chẳng qua là mình ấn nhanh hơn mà thôi. Tiếp theo. Nước này nào, bây giờ mình sẽ uống một lần nữa đi. Thắng chịu uống một lần nữa để xem là có cái thay đổi cái kết được không. Wow, và không có cái kết là mới hơn. Thắng vẫn bị thiệt mạng và tên này vẫn cướp ngôi vua của Thắng. Bây giờ nó sẽ cướp lại ngôi vua từ cái tay mà pha chế thuốc của Thắng. Nèo, ông này bị mù rồi. Béo quá, mắt vừa chết béo thế là hắn ta quay trở lại đây nhìn luôn. Thắng không thể cho tên này làm vua được anh em ơi. Không thể cho hắn ta làm vua được, nhưng mà hắn không có gì để nhận biết khi mà hắn quay lại. Ủa, đấy, mở mắt ra nha. Hắn mở một mắt đây này. Vừa đi, vừa nhắm mắt. Đừng có mở mắt nữa nhé. Đừng có mở mắt nữa nhá. Đã bảo là đừng có mở mắt nữa rồi. Cứ thích mở mắt ra làm cái gì thì đã bắt được cái tên này luôn. Giả lại ngôi vua cho Thắng. Thôi, tên này là Thắng sẽ không cho nó cướp ngôi vua đâu. Quay trở lại đã. Bắt được nó luôn. Ông này thì không lấy ngôi vua của Thắng rồi nên là cho lui đi. Không uống thuốc của ông này nữa. Bất nào hay thức trẻ mãi không già. Đây này. Được rồi, hết cái thanh màu đỏ bên trên của mình rồi. Để xem nào, bây giờ mình đi đâu các bạn ơi. Mình đi đâu đây? Hình như là mình vẫn đi ngồi lên cái ngai vàng sao các bạn? Đợi xem nào. Không phải và tự chết luôn. Tức là tự trao vương miệng cho cái tên hề kia. Và cái kết nó vẫn như thế này. Chỉ có lúc nãy là thằng mới ngồi được lên cái vương miệng kia thôi. Đó là thằng uống thuốc của cái ông già mà cầm cái bình lọ màu đỏ ấy này. Là thằng sẽ phá được game. Còn đâu mà thằng không uống thuốc gì thì hết cái cuộc đời thắng tự nghèo mà thôi. Rồi nha, thì cái video ngày hôm nay của thằng tới đây là kết thúc rồi. Và thằng sẽ hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau.